Em xin chào tất cả các bé đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Huy Audio. Thì em lại mang đến cho các bé một cái mẫu dây của Rotetic Rio. Với cái phiên bản này, bên ngoài của nó sẽ cứng cáp hơn cái mẫu dây ở đợt trước em giới thiệu. Thì các bác nào mà thích những cái mẫu dây nó cứng cáp hơn nè, về chất lượng bên ngoài cũng như là về cái lõi dây bên trong á, thì các bác có thể tham khảo thêm một cái mẫu dây này để về cho dàn của mình một cái trải nghiệm âm thanh mới cũng như là hay hơn. Ở đây em có hai cái mẫu dây này, thì các bác xem mình có phù hợp với mẫu nào thì các bác có thể tham khảo thêm, như là hai dây hai đầu AV hay còn gọi là dây RCA, hoặc là các bác còn sử dụng những cái thiết bị với cái đầu Canon đực cái thì các bác có thể tham khảo thêm luôn. Thì em sẽ giới thiệu từng mẫu trước để cho các bác có thể kiểm tra chất lượng của dây này. Tiện thể một ở đó em sẽ cho các bác xem sẵn cái vòi dây của cái mẫu dây này để cho các bác có thể trải nghiệm luôn. Thì dây bên ngoài nó sẽ hơi bóng bóng như thế này, để em bắt nét lại cho các bác. Đây, hơi bóng bóng như thế này nhưng rất là cứng, cũng như độ dẻo dai của nó vẫn có. Đấy, vì trên dây đều có những cái mã dây cũng như những cái thông số. Đây, đây dây Rotorio. Đấy, mã dây. Thì những cái mẫu dây này bên em lên đầu jack của Hitachi, một cái đầu jack khá là thân thuộc với các bác nào chơi âm thanh bên em á, thì các bác đánh giá rất là tốt về những cái mẫu dây mẫu đầu jack AV thông thường này. Đấy, Hitachi, về cái chất lượng truyền tải của nó cũng như là độ tiếp xúc của nó rất là chắc chắn. Thì khi các bác để ý kỹ trên những cái đầu jack như thế này, nó có rất là nhiều khứa, thì cái độ khứa này nó sẽ giúp tiếp xúc vào cái dàn của mình sẽ chắc chắn hơn. Về độ tiếp xúc của nó như vậy thì truyền tải âm thanh của nó sẽ hay hơn nè. Đấy, thì những cái dòng dây đặc trưng như thế này, thì ở đây em có sẵn cái phôi dây á, thì em sẽ show cho các bác xem cái phôi dây đó. Thì bên em làm những cái bộ như thế này với cái chiều dài cơ bản là 1 mét. Đấy, thì bên em sẽ làm với hai sợi, thì phân chia âm dương để cho các bác có thể về để dễ dàng hơn, để cắm rút nè, cũng như là tránh từ trường hợp mà bị lộn đầu sắt. Và tiếp đến thì đầu sắt Canon thực cái thì nó sẽ như thế này, các bác em sẽ cho các bác xem để cho các bác tránh trường hợp mà bị lộn dây á. Thì đầu Canon cái thì nó sẽ có ba cái lỗ như thế này. Đấy, ba cái lỗ như thế này, và đầu Canon đực nó sẽ có ba cái cạnh đưa lên. Đấy, dây Rotario. Và cái lượng truyền tải của nó thì tại sao em nói nó hay, tại vì những cái mẫu dây mà nó thiên về cái lõi đặc mạ bạc đó, thì chất lượng truyền tải của nó sẽ đều dải hơn. Đây, để em cho các bác xem cái lõi dây bên trong của nó, cũng như là cái dây này, cái độ mô ve tín hiệu của nó sẽ rất là ít, tại vì nó có một cái lớp lưới chống nhiễu khá là dày dặn, cũng như là đây, để em show cho các bác xem. Vỏ đi, vỏ dây cũng rất là dày. Đấy, khi các bác vừa cắt đi cái vỏ dây thì bên trong nó có một lưới chống nhiễu, lớp lưới chống nhiễu rất là dày. Đấy, dây bãi mà về hình thức bên ngoài cũng như là về cái lõi dây bên trong của nó cũng rất là đẹp. Đấy, lưới chống nhiễu rất là dày dặn. Đấy, thì tiếp đến của nó sẽ có một cái lớp đế bọc để bảo vệ cái thiết bị lõi, cái lõi dây bên trong của nó, cũng như là tiếp đến sẽ có hai cái lớp hai cái cọng cao su để quấn quanh bảo vệ được hai cái lõi dây. Và cái dòng dây này nó sẽ có hai cái lõi, và em sẽ tước ra cho các bác có thể xem kỹ hơn. Đấy, thì khi mà tước ra các bác có thể thấy được ánh bạc, lõi đồng mà bạc thì nó sẽ đều dải hơn. Đấy, lõi bạc của nó sẽ rất là sáng. Đấy, lõi đồng mà bạc rất là sáng. Về những cái sợi lõi đồng nó rất là li ti như thế này, về cái độ truyền tải của nó nè cũng rất là hay, đều có ba dải. Đấy, thì vừa rồi em có giới thiệu cho các bác hai cái mẫu dây
dây AV cũng như là dây hai đầu canon được cái. Các bác có thể xem để nâng cấp cho mình một cái bộ dây mới để nghe hay hơn nè, đây một chất nghiệm âm thanh mới hơn. Thì một bộ như thế này bên em nó có giá là 250.000 cho một bộ. Thì các bác có thể liên hệ với một số điện thoại là 0935980281, đó cũng là số Zalo của em, hoặc các bác có thể đến địa chỉ trực tiếp là 134 26 đường Lê Thập, phường Bình Thuận, quận 7. Thì các bác có thể đến sẽ tư vấn chi tiết hơn về những sản phẩm ở bên em. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.